Xin chào tất cả mọi người, hôm nay lại giới thiệu cho mọi người một chiếc bệt vệ sinh. Chiếc bệt vệ sinh của Nhật, hãng Panasonic. Độ mới rất là cao, rất nhiều tính năng. Tất cả các cái phím trên này là điều khiển bằng tiếng Nhật. Sau đấy sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là model của máy. Chúng ta cấp nguồn cho máy, cấp nguồn, cấp nước. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua các chức năng của máy. Khi mà chúng ta lật nắp này lên, chúng ta ngồi lên là máy nó sẽ cảm biến được cái lực của chúng ta ngồi để bắt đầu máy hoạt động. Máy hoạt động là như thế nào? Thì có 3 chế độ sấy cái vành chúng ta ngồi này. Đấy, nó sấy cái này thì có 3 chế độ chỉnh nhiệt. Thì chúng ta thích ở độ nhiệt nào thì chúng ta chỉnh, hoặc là chúng ta có thể tắt đi. Như này là chúng ta tắt đi này. Đấy, xong chúng ta chỉnh nhiệt này, nhiệt cao này, nhiệt trung bình này, nhiệt thấp này. Đấy, để nó chỉnh cái nhiệt độ của cái bệ chúng ta ngồi ấy, ngồi mùa đông không bị lạnh mông ấy. Đấy, sau khi chúng ta chọn nhiệt độ thì chúng ta ngồi xuống, thì chúng ta đi vệ sinh xong thì sẽ có 2 chế độ rửa, một chế độ rửa nữ, một chế độ rửa nam, và đây là tắt. Nếu chúng ta xong vệ sinh xong thì chúng ta chọn chế độ rửa, thì lúc này máy sẽ đưa ra một cái vòi xịt rửa cho chúng ta. Đấy, máy sẽ đưa ra vòi, vì này tôi chưa cấp nước cho nên chưa phun nước ra được. Đấy, và chúng ta chỉnh lực phun nhá, mạnh nhẹ này, đang trung bình này. Đấy, đây này, yếu hơn này. Đấy, và mạnh hơn này. Đấy, để chúng ta chọn chế độ rửa sao cho phù hợp. Sau đấy sau khi rửa xong thì chúng ta nhấn tắt này. Đấy, nhấn này là tắt thì vòi sẽ thu vào. Đấy. Rất là thông minh. Đấy, quay qua các cái chức năng, còn đây là các cái chức năng tiết kiệm điện này. Đây là hẹn sấy trong ngày này, ví dụ như chúng ta có thể đặt được là sấy 8 tiếng một ngày, là lúc nào bệ ông ấm là chúng ta ngồi mùa đông vào là nó ấm luôn, chứ không cần phải là đợi sấy nữa. Rất thông minh. Đây là đèn báo nguồn. Các cái chức năng của bệt rất là thông minh. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em.